Dạ. Thấy không? Thấy. Chú nhìn nó bay chưa? Đâu? Nó ở cạnh dưới ấy. Đấy, cạnh ngoài. Chị ấy đang dưới này. Đấy. Đấy, bên dưới con đồ bay ấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Thấy rồi. Đấy. Chị ấy đang xoắn trông ấy. Ờ, sao lại lói? Đấy, nó vừa hót đấy. Trúng hả? Trúng á? Trúng. Mỏi tay vãi. Hả? Mỏi tay vãi. Đấy, nó bay đằng này, đằng mình này. Đấy, bên dưới con được bay lên đấy. Chung nó cứ lượn lên lượn xuống, đấy nó ngủ đâu, nhưng cây cao, cây phượng này chắc méo ngủ rồi. Điên ngủ cái phượng. Nó thì ngủ cho cái nhâm kín này. Đấy, cái con người này nó. Đấy. Đi kia kìa. Thấy không? Cam đang zoom xa, đấy, lìa khó. Đấy. Có, sáng nay em có thấy nó kêu nhưng mà quách queo. Quách queo là ăn cứt rồi. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Thấy rồi nhưng mà cam đéo lia kịp. À đây rồi. Đấy. Đấy. Bay ra cái nụ về này bên đấy. Đấy, ăn cái gì đấy? Đéo biết nó ăn cái gì. Đâu rồi, đâu rồi, đây rồi. Chắc là cây phượng này nó có cái con gì ấy. Con mơ đéo thấy. Dùng quá. Bà nó ngồi đây. Đá nó hấp vào lóng bách cứt. Đâu nhỉ? Nó ở cành mà mẹ nào nhỉ? Em còn đang đéo nhìn thấy nó. À này, 40 con. 40 con hết với nhau rồi. Thấy không? Bên kia vẫn còn nhỉ. Vấn đề ô nó đâu? Vẫn ở cái đầu bên bên phượng. Đúng cái lùng hoa ấy. Đi thẳng ra ấy. Vẫn ở đầu đấy. Đấy 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 đấy. Thấy không? Mù màu mẹ rồi đéo thấy. À kia nhưng mà lấp hay sao ấy? Đang ăn cái gì ấy?
Em có nhìn thấy nó lộn đâu. Nó vẫn ở cái đầu cây phượng này. Cây phượng nào? Cây phượng giống cái nụ hoa của cái cây đây này. À, cái cây to to đây à? Ờ, đâm thẳng lên đây. Ờ. Đấy, nó vẫn cây phượng này. À đây. Đây, thấy không? Đấy, đấy, đấy. Bị đuổi. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó lui xuống dưới tí rồi. Đấy. Thấy chưa? Nó vào giữa rồi. Đấy. Mẹ nó lên cái phượng này đông thế.